ongoing thing. Chào bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mấy anh em mình đi cắm trại nha các bạn. Cắm trại ở Hồ Đá một ngày nha các bạn. Đúng rồi bạn, hôm nay tụi nó nghỉ học, được nghỉ hè các bạn, mùa dịch này tụi nó được nghỉ hè sớm á. Hôm nay team mình sẽ làm một cái chuyến là cắm trại Hồ Đá, một ngày ở Hồ Đá nha mọi người. Ok, thì mình có chuẩn bị các thứ để cắm trại mọi người. Đồ ăn, thức uống, rồi nói chung là dụng cụ cắm trại một thùng đây rồi. Nhiều thứ lắm, không có review từ món được. Thì mình nói chung là dụng cụ cắm trại đi. Ok, thì team mình cũng mới tới đây. Thì bây giờ mình sẽ bày ra ăn sáng nha mọi người, chứ đâu cũng quá. Đây là phong cảnh rất là đẹp, Hồ Đá rất là đẹp, rất mát nha mọi người, nghe bóng này. Ok các bạn, thì do là sáng đi gấp các bạn, thì mình chỉ mua bánh cuốn, bánh nước gì để mình ăn sáng nha các bạn. Ok bạn nha, thì bây giờ anh em mình sẽ bày ra rồi mình ăn sáng nha các bạn. Tại vì sáng mình đi sớm á, cái mình mua được cái cuốn, bánh nước gì nè, nó chả đây, rau sống dưa leo nha mọi người, để ăn đó, cái đây là hai cây thịt nướng và lại cục chả giò. Anh ơi, nè nào ăn, ai nhịn đây em, tự lột đây, mày lột miếng luôn nha. Mình cắt dưa leo nha các bạn, xong mình bày ra mình ăn sáng thôi. Đạo qua bên đây. Đó. Rồi cắt leo đi. Cái gì leo này hả? Lục. Không có nữa. Đây là 1 kg bánh nha các bạn. Đó. Rất là nhiều. Ký mà nhiều. Này, ăn nổi không? Đây chả. Bên chơi gì lắm anh? Từ bên đổi mắm bây giờ. Mát hả? Do nước cái dưới mặt hồ cất lên mát, chứ ngồi trong mấy đám cây nó cũng mát, thì nó mát. Dạ nha bạn, khi tôi cũng lờ luôn. Cười cười. Có con thuyền tự chế bằng lon bia luôn kìa các bạn. Cá bự các bạn. Cạp ha. Tạt miếng con này cũng dừng xíu đi. Quay đi. Làm xong mình quay tiếp. Diễn mà vừa hơn thôi. Diễn mà vừa thôi. Ok bạn, thì mấy này mình ăn sáng nha. Đây. Mình cuốn nha mọi người. Mình cuốn. Nhìn rất là hấp dẫn mọi người. Nè. À, nên là mày làm theo nha. Mời mày có bạn nha. Đúng rồi. Đây các bạn. Bánh cuốn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn nha các bạn. Mời tất cả mọi người nha. Ngon. Rất ngon. Biên ăn dữ biên. Đây. Mời cả bạn ăn nha. Ngon. Tính là biên nó ôm chai nước ngọt làm như ai cũng dành của nó vậy á. Ngon bên. Mời các bạn ăn đây. Có mình chiến lên rồi nè các bạn. Có mình chiến lên. Bài nào ca. Rồi. Chả rồi. Đảo. Tất cả mọi người nha. Ăn cao dưa, dưa leo luôn. Trong... Vừa ăn mà ngồi vừa hưởng thụ cái không khí mát nữa. Mấy bạn ơi, coi clip này á, cho mình một like, mạnh tay lên nha. Phong cảnh rất là đẹp, rất là mát.
con đùa này cút ra. Uống mẹo vô khát nước cho mẹ luôn. Ok các bạn, thì nãy giờ thì tem mình cũng đã ăn xong rồi nha các bạn. Ăn sạch sẽ không quá tuyệt đối mọi người, nó không còn thứ gì luôn. Bây giờ thì ăn xong rồi tem mình sẽ đi vòng vòng quay khung cảnh rồi nãy kia rồi rồi đi ngủ hả? Ngủ trưa hả? À, ngủ trưa thì căng tại lên này nằm nghỉ cho mát nha các bạn. Hồi đó thì mình đúng mà. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng mình quay khung cảnh rồi nãy kia nha mọi người. Mấy cây nho táo gì á mình hái xuống ăn thử. Có không ăn? Ăn ba lá cây rừng trồng cây à, mình đi vòng vòng quay này quay kia cho các bạn xem cái hồ đá nó đẹp thế nào nha mọi người. Rồi trưa đó bụng vô mình nấu cơm ăn tiếp nha mọi người, mình có đem dụng cụ nãy kia nó để nấu cơm ăn nữa mọi người. Rồi ok, bây giờ okay, mình đi rồi. Let's go. Rồi ok các bạn, thì bây giờ tem mình sẽ đi một vòng hồ đá quay khung cảnh cho các bạn xem nha các bạn. Tại nắng quá mặt nhăn mà. Chứ không phải giống khỉ hả? Đúng không phải. Rồi đi chứ, anh Đức quay cho. Đây bây giờ mình sẽ đi dạo dạo rồi có cái gì để quay cho bạn xem không? Nãy mình thấy hai con kỳ nhông dưới vách đá kìa các bạn. Quay cái chân đó lên trên thôi, đưa lên cái chân này, vốt đó lột quay dưới vách đá đi. Quay hồ nước, đường, quay cảnh. Cảnh sông nha bạn, lâu cảnh hồ chứ. Này là hồ chứ không phải cái sông. Đây, từ để mình ra đây cho bạn xem luôn. Cái này cách mặt nước cũng phải là 10 mét nha mọi người. 15 mét. 15 mét. Dưới này nước trong xanh rất là đẹp mọi người. Người ta tắm quá trời luôn. Rất là cao nha các bạn. Còn cái đằng kia còn cao hơn nữa kìa. Kìa bên kia người ta cắm trại mấy anh kia mọi người. Đây người ta cắm trại này thấy không bạn? Thì mình cũng cắm trại đằng đó có hòn đá đẹp lắm nha. Đi đây đó, quay đi. Mẹ hai hai đó hỏi lọt xuống dưới này luôn. Đây thứ bảy chủ nhật người ta cắm trại rất là nhiều mọi người, mà nay mới thứ sáu à. Chứ chủ nhật, thứ bảy chủ nhật là đông lắm các bạn. Người ta ra đây lấy cano chơi kéo. Nè Mạnh, tao nói từ nha. Ở đây không có xuống được đâu á. Tao nói té dưới một cái không có ai vớt về đâu á. Ok các bạn, thì ở đây có một cái vách đá mọi người. Nhìn rất là đẹp. À. Bên đó là rừng cây rồi nãy kia rất là mát nha mọi người. Rồi mình đi lên trển đi. Đi lên đây Mạnh. Tao nói té, không có giỡn đâu. Cứ đi theo mà cứ lì lì. Đây là mấy cây cỏ dại nha bạn, cỏ Mỹ, cỏ cần đồ, cỏ cần mắt, cỏ cần. Rồi đi trước ông quay. Nằm dế luôn nè bạn, nằm dế luôn nè. Mẹ ăn đi. Không. Thả nó đi chứ. Đó. Đây có mấy cái bóng cây rất mát nha các bạn. Giờ đây mà mình cắm trại rồi mình văng lên là mát cực kỳ luôn. Ở xuống dưới thử thôi. Các bạn này các bạn thì vòng vòng đây nó có một cây nhóc không mọi người. Đá chấm 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 rất là đẹp không? Rất là đẹp, rất là ok mọi người. Đó. Bờm này hồi mày té dưới đây. Ở đây thì nó có cái cây, có đường đi xuống. Nào vô xuống dưới rồi. Đi phải từ từ nha các bạn, chứ đây nguy hiểm lắm, té con dưới ăn bùi luôn. Con cá chết bạn ơi. Con cá chết luôn kìa. Đâu? Đây ở đây. Con lặn mất tiêu rồi. Cá chết mà lặn. Đây. Đây bạn, đây cái móng cây này rất là mát rồi mọi người. Mình đi cắm trại mình vô đây mình văng võng văng liều đồ đó, nó hơi rừng rậm xíu thì mình lót cách mặt đất lên xíu rồi rất là mát đó. Này ngồi chơi được luôn nha bạn, mà sợ cấy yếu quá té. Ui ở đây có tổ ong các bạn ơi. Ong gì vậy? Chạy 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 con bên ơi con
Ok, đi kia không? Ok, bạn thì cái đó có ông bằng mọi người. Ông nó quýnh nhất lắm mọi người. Quýnh rào đờm. Sưng thì nó không sưng mà nhất kia lắm. Ừ. Cũng hên là Đức nó phát hiện không mà nó quýnh mình sắc mặt. Ừ, thôi đi. Đây. Gì đó không? Đi đâu? Đi tham quan xíu. Mẹ khám phá chứ. Đây. Nướng ốc. Cắm trại người ta nướng than. Đúng rồi, người ta lại nướng than nha mày. Mua bậc than đó em hay không Đức? Có. Ủa lên chợ rồi. Ở đây nè. Con cái dép kìa bạn ơi. Kìa mẹ đi. Đây các bạn, đây là mấy cây người ta đốn ra để người ta cắm trại mọi người, rất là mát, ngang võng nằm rất là ok. Đây có cái chiếu này ghê quá không? Chiếu này để người lắp này. Đây. Ủa sao mình không lựa chỗ này cắm trại ta? Ôi điên. Chỗ này được quá này. Nè, thiết kế hoàn hảo. Ghê ghê quá mà. Này gác cái cây lên giăng võng nằm rất là ngon. Ghê đây, kịp cái cá mọi người ơi. Đâu ăn thử. Nè, ăn bị bà vô trúng nữa. Ăn được á. Nè, ăn bánh cuốn này kia. Em mấy cây này mình có giỏng mới đứt ngon. Ờ mát. Đây bên này ném vài cục đá xuống chơi. Mẹ nguyên ơn sâu của hai đoạn. Đi. Ok thì mình sẽ đi lên đầu đằng kia nha mọi người. Đi. Đấy. Đi. Con ếch. Dạ đi bên kia tham quan nha bạn. Dạ. Đi, đi tới chỗ này có vài con kỳ nhông ở đây nè bạn. Anh nhân ơi nha. Nghéo nữa. Đi chỗ này có mấy con kỳ nhông ở đây nè. Đi lên cái chỗ đi. Bờ biển mập quá đi đâu nổi đâu các bạn. Trời đang nắng lắm nha các bạn. Đi trái mồ hôi luôn. À, mấy cái tảng đá này đẹp đẹp sao nhỉ? Bên kia cũng đẹp nữa kìa, khá đó bên dãy đá đó mà người ta rào lên người ta không cho mọi người. Ừ. Ở có cần câu rồi. Đâu có dây đâu. Nè, dây nè. Có lưỡi mà. Yeah. Có lưỡi không? Yeah. Đây người ta lên đây người ta câu cá mọi người, ta bỏ lại. Giờ sao câu không? Lấy luôn. Lấy luôn. Lại bắt cổ ông kia kìa lấy bắt câu. Bắt quá thì đấm cho mấy nhát rồi chứ. Lấy đi là câu cho. Đâu ngu luôn mà. Đào tùng rồi câu cá. Bỏ. Trời ơi mà anh. Bỏ cái dây đưa cho ông nhân ơi. Ghê không? Đây hên các bạn làm được cái con câu nè. Không biết có mồi câu không? Hồi rất là nhiều cá mọi người. Cá người ta phóng xanh rồi cá thiên nhiên á nên người ta lên đây người ta câu cá quá trời người ta bỏ con câu ở đây mọi người. Ừ. Cái cho mình á. Đây có mấy hòn đá cao cao bự bự luôn các bạn. Đi ngoài trời nắng mệt quá các bạn ơi. Các bạn thì cuối cùng mình cũng xuống tới thấp rồi nha mọi người. Đây là mặt nước nè, mọi người nhìn trong veo. Đây, rất là trong.
Đây các bạn, nước rất trong nha bạn, thấy luôn á. Đó. Đó, thấy không? Với lại đây nước rất là mát, đây mình có thể xuống luôn nha bạn. Mà ra tới khúc kia là rất là sâu nha, mình chỉ đứng được khúc này thôi. Đó, đây cũng như là trên núi dưới biển, người đá rồi này kia quá trời. Ở đằng kia mọi người có cái nguyên cái hòn đảo, nó ở giữa cái hồ luôn mà. Cái đảo giống cái đảo. Ra tắm anh em. Đang thui vậy. Trời chuyện mưa quá trời luôn. Kẹp quá bạn ơi, mai kìa, mưa kìa. Ủa các bạn ơi, sáng giờ thu gom rồi. Nãy ngủ mà nãy tưởng không có mưa mà ai ngờ giờ âm u, giờ rầm luôn các bạn ơi. Giờ đang rầm nè các bạn. Sáng xong tem mình nằm đây ngủ một xíu mà giờ mưa rất hột xuống các bạn. Nó đang ngủ còn gì mưa rất dữ mình trốn các bạn. Đang mơ chơi game đã đời. Không biết sao nấu cơm ăn này nữa. Để coi có gì hồi mình cho bạn xem nha bạn. Chứ không lại giờ nhện. Để coi coi có mưa hay không, nếu mà không mưa thì mình nấu cơm nha. Đây mưa cứ hột luôn mà. Thôi. Mưa ngủ tiếp quá. Thôi đi. Ok các bạn nha, thì mình nãy giờ mình suy nghĩ là không biết sao nấu cơm các bạn. Tại vì trời đang mưa, đúng đang râm vậy nè. Râm nghĩ hồi chắc cũng mưa lớn. Không có củi, không có đồ nấu mà mưa nữa mọi người ơi. Đúng rồi. Thì bây giờ thì chắc mình cũng xin kết thúc clip ở đây mọi người. Tại vì mình trời cũng chiều, chắc cũng 4 giờ mấy 5 giờ rồi. Trời tối hôi mọi người, chỉ mưa nữa, mưa râm rồi. Thôi thì tụi mình cũng xin kết thúc clip cắm trại ở đây nha mọi người. Nếu các bạn thấy clip cắm trại này thú vị thì hãy cho mình một like, một share, một lượt đăng ký kênh để tem mình có động lực làm những cái thử thách hay là cái sinh tồn này nọ này kia các bạn hay hơn nha các bạn. Tại do vì là do thời là... tiết các bạn ơi. Thì bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, hẹn tất cả mọi người ở clip lần sau. Bye bye. Đó, ok các bạn, thì bây giờ mưa rất là lớn nha mọi người. Tem mình cũng đã chuẩn bị không kịp luôn mọi người. Giờ mưa rất là lớn, bây giờ cũng chuẩn bị rồi mình đi về mọi người. Hẹn mọi người cắm trại ở lần tiếp sau đi. Nếu clip sau mình sẽ làm cái cắm trại hay hơn nha bạn. Hay hơn nha bạn. Tại hôm nay mình cũng chuẩn bị đồ nghề đầy đủ mà do thời tiết không cho phép các bạn ơi. Thôi giờ mưa. Các bạn thông cảm cho nhóm mình nha. Tại vì mình không muốn về đâu, tại do thời tiết nó vậy đó. Thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe.